gia vị ngay cũng tánh mình sẽ cho đầy đủ. Tải như ớt là mình cho ớt xong, tải nãy mình vừa lên mình sẽ cho vô. Ớt thì mình cho sao vậy á, cho nó ăn cái mặn nó đẹp, nó không có mặn, Chào cả nhà nha. Nhà hôm nay mình làm mà đậu hũ kho sả ớt nha cả nhà. Ở đây thì mình cũng có bí non nè, lát mình luộc mình ăn. Giờ mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Là bí non này để mình đi luộc nha. Xào ăn cũng được, xào dầu mỡ nhiều thôi. Đậu hũ mình chiên nên là giờ này mình luộc ăn. Mưa hoài tháng này tháng cũng không trời nên mưa có suốt sáng đi để mình luộc bí cho đi miếng muối mình cũng sắc cái nhà đậu hũ này mình mua đậu hũ mình để trong tủ lạnh mình ăn cái chiên và cái trắng rồi những cái này nó còn ít quá thôi lấy hai thứ cái gì phần cái bếp bên đây để mình chiên đậu hũ như sơ mình nó khô mình thì mình thích ăn cái đậu hũ trắng hơn là cái đậu hũ chiên sẵn mình thích mua đậu hũ chiên đậu hũ trắng thì nhà của mình tự chiên nó ngon. Đó là cái cắt. Bây giờ mình nên bắt mình nướng cho bí đi. Nó cũng muốn sâu. Bí cho mình luộc. Như là mình ăn cái chiều. Con dễ thương chưa? Ngày nay con đang giảm cân á. Mà câu trước ơi, nay con bự quá rồi. Nay con giảm cân nè. Con giảm cân mới được, eo óc gì đâu mất tiêu hết trơn rồi. Năm con cả nhà, ngắm cuộc đẹp hết bốn con, còn con còn một. Nhưng mà con dễ thương không? Nó lai lai con chó gì á ngộ lắm, nó lai lai nó giống như xù xù. Nè, nhìn nè, nè, nhìn cái điện thoại nè, có con chống không? Nè, có con chống không? Nè, nè. Đấy, ở này cho nhìn đấy, đang giảm cân, ghê chưa? Ôi. Ê ơi, mới mọc được mấy cây răng à. Ăn cơm được ít hộp chứ không có được ăn nhiều nữa. Mới ăn được có 2 ngày. Giờ là mình trở về. Giờ nó cũng gì nó được rồi, giờ mình sẽ đổ ra. Chảo bắt cái chảo lên để mình kho hủ. Cái chảo hồi nãy mình chiên rồi. Cho xả vô. Ớt thì mình để mình cho sao. Để trước nó nằm. Rồi giờ cái xả này nó cũng vàng rồi. Mình sẽ gấp ra ớt. Đây là 2 muỗng nước mắm. Kho ăn cơm á, kho nó hơi nhiều mỹ một chút. Nửa muỗng hạt tiêu, cục ngọt, đường, muỗng tương ớt, 1 muỗng tương cà, cũng cho ra thêm 1 muỗng nước tương. Sẽ cho đậu hũ này.
trong nhà có hơi tối, với trời chuyển mưa. Bây giờ cái sải với ớt này mình cho ớt xong, sải nãy mình vừa lên, mình sẽ cho vô. Ớt thì mình cho sao vậy, cho nó ăn cái mặn nó đẹp, nó không có nồng, nồng. Nó để chiên ớt với chiên sải nó nồng. Vừa được ăn chưa? Mình rất là ăn canh. Chào cả nhà nha. Chào cô chú. Cả nhà, mình kho đậu hũ với luộc bí không xong rồi. Mình là cả nhà ăn cơm với mình nha. Chào cô chú ăn tàu cô. Trai không ăn được không? Được. Được chứ không? Lấy gì? Ở đây mình cũng có rau muống nè cả nhà, với củ cải, nấm chua. Củ cải phiên chua ngon. Chấm chao. Coi không? Mà cả nhà ăn đậu hũ kho. Có hiểu không? Coi mẹ ăn một cái. Hả? Mẹ ăn một cái. Nóng. Nóng mặn ngọt ngọt. Nóng cay. Nóng. Từ từ nó nguội cho nó nóng. Người hút từ chỗ của tao. Cái rau muống này làm giòn ngon ghê cái nhà. Mình làm không có cay không? Không. Mình làm không ra 4-5 ngày mình bỏ trong tủ lạnh. Giòn ngon. Chua chua một ngọt. Đúng là ớt không phải ớt cay. Quen. Chạy xíu. Bên nhà mình ra muốn gì nhiều lắm như này. Mình ăn hết cái mình đi hái mình làm tiếp. Ngon lắm. Cả nhà, mình ăn cơm với đậu hũ kho, xả ớt với bí luộc với dưa chua cũng xong rồi. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye, chào cô chú.